Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thằng nào đây vậy hả? Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng đến với một cái trận đấu leo rank đua. Đây, hiện tại thì mình và sát thủ đang mặc cái bộ trang phục đó là Ma Thiên Hà nha mọi người. Bắt cổ heo này, khá là đơn giản thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nha các bạn ơi. Hôm nay thì anh em hãy cùng thử xem đó là với cái team này thì anh em nghĩ là có kiếm top 1 dễ dàng được không ạ? Và phải công nhận là cái bộ trang phục bóng Ma Thiên Hà nữ này nó cực kỳ là đẹp nha các bạn ơi. Nếu như mà bạn nào mà còn chưa sở hữu được cái bộ trang phục này thì anh em có thể là nạp kim cương vào, sau đấy là vào trong cái vòng quay chế tác và tất nhiên là anh em sẽ cùng quay để đổi được cái bộ trang phục này nha anh em. Wow, như vậy là hiện tại Kẹo đang ở trong cái vùng đen G. Nhưng mà từ từ đã anh em ơi, các bạn là mình sẽ lút đồ xong cái đã. Sau đấy thì chạy qua đâu thì chạy nha các bạn ơi. Ok, let's go nào anh em. Khá là dễ dàng, đầu trận thì Kẹo đã có cho mình được 2 kill nha. Ui, ghê vậy. Ngoài này các bạn ấy bắn nhau ghê vậy. À đù, Kẹo thì không sợ đâu nha. Ngay ở trong vùng đen G thì Kẹo vẫn chạy ra ngoài được nhé. À đây à, cái đậu xanh này em ơi. Úi dồi ôi, làm cái gì mà hả? À, gắt vậy. Ê sát thủ ơi, nhanh xuống bạn cứu mình với sát thủ ơi. Không là tôi lại xanh mộ ở bên dưới này cơ mà. Hello hello sát thủ ơi, cứu với. Anh em ơi, công nhận là cái pha này công nhận là căng vãi trở nha em ơi. Hình như là có một thằng ở mãi trên tảng đá trên kia là bắn tôi thì phải nha em ơi. Mãi phía trên đồi ấy, chứ còn là gốc cây thì sát thủ đã hạ gục xong cả rồi. Ok, đây cứu mình với bạn ơi. Tự nhiên làm quả đang chơi hay bị gục, buồn quá cơ các bạn ơi. Let's go. Mình sẽ chạy qua cái phía này coi anh em ơi. Wow, tất nhiên là mình sẽ quần máu cái đã nha anh em. Đó, cứ phải quấn cho đầy máu cái đã nha. Ok, chuẩn bị let's go nào anh em. Đây mình sẽ quấn cho đầy 200 máu luôn, vì là đơn giản là hiện tại bây giờ chưa đầy. Và đây 200 trên 200 máu luôn nhá các bạn nhá. Anh em cứ phải bơm đầy máu như này, các bạn mới có thể là chơi game cách nó tự tin hơn được nào. Ây da, cơ bản là mình gái quá mà, nên là cái tốc độ lưu đổ của mình thì hơi bị chậm một xíu nha các bạn ơi. Ok ok, và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đi săn mạng nào nhé. Let's go chứ ngại gì. Đây sát thủ ơi, chở mình với này. Ok bạn ơi. Ok kìa, không lên được xe mọi người ơi. Cái game Free Fire này thì thi thoảng các bạn sẽ gặp phải cái lỗi đó là anh em không thể lên xe được cơ, thì nó lại hơi bị chán đấy. Let's go nào mọi người. À trên này thì có ngay một cái thính vàng nha. Lượn lờ thử nào. Không phải là thính, nó chỉ là một chiếc xe Monster Truck mà thôi nha em ơi. Vào đây. À thằng nào đây vậy hả em ơi? Úi dồi ôi em ơi, mày định xây anh hả em ơi? Trời ơi thế như này. Ok, khá là dễ thì cả đã có cho mình được mạng thứ ba nhá. Tranh thủ thì Kẹo sẽ lút đồ cái đã nha các bạn ơi. Ok ok đây, quấn cho đầy máu luôn nha. Đơn giản là bây giờ thì Kẹo đang còn đó là 5 túi máu cơ mà anh em. Nữa hả? What the hell, mạng nó này anh em ơi. Và ok luôn, có được luôn mạng thứ 4 nhá. Anh em thấy là trong cái ván đấu này thì Kẹo kill mạng nó có easy không ạ? Quá là dễ dàng luôn nha mọi người. Đây lại phải bơm đầy máu này. Cơ bản là mấy ông này sấy căng quá cơ, nên là Kẹo đơn giản là lại phải bơm máu liên tục các bạn ơi. Nếu không có máu thì đai lúc nào cũng chẳng biết ở đâu anh em. Ok, chạy qua cái phía này thì có nào. Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục loot thêm đồ nha anh em. Công nhận ở trận này thì nó lại quá là easy luôn. Khi mà từ đầu trận đến giờ thì chỉ có một xíu thôi, cả đã có được những cái trang bị ngon nhất rồi anh em ơi. Mỗi tội là giáp chống nổ thì lại hơi bị nát một xíu này, nên là chúng ta sẽ nhanh chóng và kiếm được một cái giáp mới thôi anh em ơi. Chứ còn là cái giáp này thì kẻ địch bắn một phát là bay luôn cả giáp, và có khi là Kẹo đai nó rất là dễ dàng nhá. Let's go nào mọi người. Lần lờ qua phía này con nào anh em ơi. Ok, đơn giản là bởi vì Kẹo ăn quá nhiều mạng nên là sát thủ nó mới tính là đi riêng anh em ơi. Ok, trận này là không biết là ai chết sớm trước đâu nha sát thủ ơi. Vâng, nói chung là mình cũng đi lẻ luôn anh em ơi để kêu mạng cho nó dễ nhá. Đấy, ui, hai đứa cả. Ghê vậy, đậu xanh này. Úi dồi ôi, dựng bom keo cả. Làm gì mà ghê vậy hả, nữa hả? Úi dồi ôi, em ơi nốc rồi nhé. Mày lên bảng đếm số luôn nha thằng kia. À, chú định đẩy lên để chơi với anh luôn cả.
Đừng tưởng là anh sợ chú nha. Thanh niên đấy vẫn đang là đứng ở bên dưới tầng mang anh em ơi. Đấy, câu liệu qua này thôi xong. Mày chạy đi em ơi. Ui dồi ôi, và hạ gục bằng lựu đạn. Buồn chưa em ơi? Anh đã bảo gì cơ mà, chơi kẹo thì đâu có dễ đâu em ơi. Ok các bạn, bây giờ thì mình vừa lượm được một cái chảo che mông rồi anh em. Và trong khi đấy thì mình còn có cả là thêm một cái nòng giảm thanh nữa các bạn ơi. Đây, lượm rồi nhỉ? Đây đây, giảm thanh đây rồi, quá đã luôn nha. Đó, vừa kéo tay súng 3 vào ngay khẩu súng ô ra rồi anh em ơi. Anh em thấy đã chưa ạ? Let's go. Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 6 rồi nhá. Để xem là kết thúc trận thì là mình với lại sát thủ thì ai sẽ có được nhiều kill hơn nha anh em. Vâng, nói chung là team của mình thì nó thế đấy anh em ơi. Khi mà có bạn kill được mạng cái là tình anh em vỡ nát luôn. Là mỗi người đi riêng một hướng thôi anh em ơi. Thật sự là mình không có thấy một cái team nào mà nó lầy như cái team của mình vậy. Đấy, vừa lầy vừa nhây lại vừa funny nữa anh em. Let's go. Mình sẽ chạy qua cái phía này coi các bạn ơi. 13 người trận nữa hả? Nếu mà trừ đi hai vị trí của thành viên đội tôi thì bây giờ còn lại là 11 người nữa thôi các bạn ơi. Nên là cái số lượng người còn lại trong cái ván đấu này thì nó cũng không có quá đông đâu anh em. Ôi, sát thủ ơi làm gì vậy? Bạn ơi, mình không cần bạn để đón đâu. Mình lại thích đi riêng lẻ các bạn ơi. Cơ bản là sát thủ nó lấy xe nó đi săn mạng cho nó dễ. Còn kẹo thì không có xe nên đành phải đi bộ vậy. Hiện tại thì kẹo đang lượn lờ qua phía cánh đồng và mong rằng là ở đây sẽ có thêm nhiều kill nữa. Thôi anh em ơi, ăn tạm cái nấm ba củ này nhỉ anh em. Ok luôn, có luôn 100 EP nhá. Nãy giờ thì kẹo còn chưa kiếm được một cái giáp mới nữa cơ anh em. Chứ còn là cái giáp chống nổ này nát quá cơ, đâm ra là cực kỳ là chán nản anh em ơi. Chạy nhanh cơ bản là kiếm được cái giáp ngon cái đã anh em ơi. Nào, ok này, có thêm được một cái túi cứu thương nữa nha anh em. Trời ơi quá ổn luôn. Let's go nào các bạn ơi. Còn lại có 10 đứa nữa thôi à. À và chỗ này có ngay một cái thính cả. Căng ở nhà các bạn ơi. Ôi, cái hộp nâng giáp ở đây thì đã bị ăn từ lúc nào rồi anh em ơi. Đơn giản là kẻo đã nhớ rõ được những cái vị trí hộp nâng giáp ở trên đảo Thiên Đường rồi mà anh em. Bên trên này là có tận hai thính cả. Ok, có lẽ là kẹo sẽ lấy xe để chạy đi cái đã anh em ơi. Uầy, xe bị mắc kẹt rồi anh em ơi. Không thể gỡ xe được ấy. Nên là thôi, mình sẽ chạy vòng lên phía này coi anh em. Có lẽ là mình nên chạy qua để lượm thính. Cầu mong rằng là sẽ có một cái giáp mới anh em ơi. Wow, không có giáp. Quá chán, chỉ là một cái mũ ba mới mà thôi anh em ơi. Chứ còn giáp thì kiếm được đâu hả? Uầy, sát thủ lại có mạng rồi. Ghê vậy. Bạn ơi, bạn chơi ghê vậy. Úi dồi ôi, thế là cái số lượng người chơi còn lại ở trong cái ván đấu này thì càng ngày càng ít đi rồi đây. Bây giờ là còn lại có 9 người chơi nữa. Đậu xanh, các ông lại bắn nhau gắt quá nhỉ, làm kẹo sợ đấy. Thính đây rồi anh em ơi, xem là có giáp mới không nhỉ anh em ơi. Wow, để coi nào. Uầy, lại là Goza này. Và có một cái giáp ba mới nhưng mà kẹo đơn giản là không thèm lượm luôn các bạn ơi. Mình là mình thích cái giáp chống nổ cơ. Đấy, bình thường là anh em sẽ lượm luôn xuống giáp ba nhưng mà thôi kệ. Đấy, kẹo thích giáp chống nổ cơ. Nên là khỏi xuống giáp ba để làm cái gì cả. À, đậu xanh. Một đứa ngay phía đó là 165 độ cả. Ok, à đâu. Chính xác hơn đó là phía 120 anh em ơi. Ui, sát thủ ơi, chạy nhanh vậy ông ơi. Ui ui ui, chạy nhanh vậy. Thôi xong, kiểu này là sát thủ lại có mạng rồi. What the hell, gắt quá nhỉ. À, gắt thật. Như này thì thật sự là kẹo cũng chịu thua đến với sát thủ rồi anh em ơi. Đây, để coi nào. Wow, đậu xanh vẫn chưa có được giáp chống nổ này, chán ghê ta anh em. Nếu mà có được giáp chống nổ thì ngon, nhưng mà bây giờ thì có giáp chống nổ đâu. Ok mọi người, và đây anh em có thể thấy được rằng là bo thì càng ngày càng thu nhỏ lại. Và nó sẽ thu tại cái khu này nha anh em. Nên là kẹo cơ bản là vào bo trước để có cho mình được một cái lợi thế tốt hơn nha các bạn. Let's go từ từ nào. Và kẹo sẽ chạy đi săn mạng nha các bạn ơi. Khu này mình đang cố gắng lượn lờ coi là có đứa nào chạy vào bo hay không anh em ơi.
Đứa nào mà chạy vào bon thì kẹo sẽ cầm một da sấy cho nó xanh mộ luôn ấy chứ. Nào, ở đây có ai không vậy? Wow, ở đây đang rất là vắng các bạn ơi, và không có ai cả. Buồn ghê ta. Let's go nào các bạn ơi. Còn lại có 7 người nữa thôi nào, để coi. Ui, chưa có ai cả này. Và lại có thêm nấm ba củ á. Ok, kẹo sẽ ăn luôn cái nấm ba củ này nhá. Anh em ơi, quá ổn luôn. Như vậy là kẹo đã full cái vạch EP cũng như là HP rồi nha em ơi. Let's go nào. Bò vẫn đang thu lại nhưng mà người thì lại chẳng thấy đâu nha em ơi. Buồn quá ta. Ui, hình như là sát thủ lại chuẩn bị có thêm mạng rồi. Ui, gắt vậy sát thủ ơi. À, sát thủ đã bị hạ này. Trời ơi, pha này là sát thủ tới số rồi nha em ơi. Thôi kệ vậy, mình đã canh cái thằng ở ngay phía này cái đã. Đậu xem này. Cẩn thận cái đầu nha em ơi. Ui, hai đứa cả. Ghê vậy, hẳn là hai đứa thủ trên nhà gà cả. Gắt vậy nha em ơi. Đây, bây giờ không biết là mình nên chạy theo cái phía nào để mình có được một cái vị trí an toàn đấy. Ok, nốc rồi nha em ơi. À, lại chạy qua cứu nhau cả. Đây bạn ơi này. Ôi nha em ơi, thằng nào bắn mình ghê vậy. Thôi xong rồi các bạn ơi. Bây giờ hiện tại thì kẹo đã mất giáp rồi nha em ơi. Wow, gắt vậy ai chơi. Tôi không ngờ là có ông sấy căng vậy đấy. Sấy căng như này thì kẹo có mà chịu thua với các bạn luôn nha. Wow, gắt thật anh em ơi. Mình sẽ ngồi ở sau hàng rào cái đã nha mọi người. Để con nào. Úi dồi ôi, phía trên này thì sao nhỉ, nhưng mà chưa có thấy chỗ nó đâu. Chắc là chỗ nó cũng đang ngồi xuống và thủ sau hàng rào anh em ạ. Ok. Chờ một xíu nha anh em. Vòng bo tiếp theo chuẩn bị lại thu lại rồi. Đây các bạn ơi. Nói chung là cái gì cũng phải từ từ nha anh em. Và chúng ta sẽ phải hết sức là bình tĩnh nhá. À, bọn kia đang định chạy xuống cả. Ghê vậy. Có giỏi thì chạy xuống đi các bạn ơi đây. Ui, lại thêm một người chơi nữa đã phải ra đi ở trong cái ván đấu này. Ok, bây giờ còn lại 6 đứa nữa cả. What the hell, tầm này là rơi vào tầm khoảng là 3-4 team đã cơ. Gắt thật. Thế mà chỉ còn lại có mình kẹo thôi nên là pha này hơi căng đấy anh em ơi. Chúng ta sẽ đổi chiến thuật từ công chính sang là bây giờ là thủ là chính nha anh em. Ok. Bo đang thu lại rồi này anh em ơi. Bo đang thu lại rất là nhỏ nhá. Wow, gắt vậy các bạn ơi. À, bắn nhau ghê vậy hả. À đây rồi, chúng nó ngay phía trên anh em ơi. Làm gì vậy hả. Ui, ghê vậy. Đậu xanh ngay bên hông cũng có người luôn. Thôi xong. Kiểu này là kẹo như là đang bị kẹp giữa như bánh mì kẹp thịt rồi các bạn ơi. Kìa anh em ơi, chúng nó chạy bo giờ này đây. Kẹo cũng chạy luôn, chứ kẹo ngại gì mà không chạy hả anh em. Rồi nha các bạn, mình sẽ ngồi tạm ở hàng rào cái đã. Và còn 10 giây nữa thì vòng bo điện tiếp theo sẽ thu lại nhá. Wow anh em ơi. Chuẩn bị chúng ta sẽ phải chạy bo thôi anh em. Gắt con ta các bạn ơi. Đây. Úi dồi ôi, bo thu lại rồi này anh em ơi. Trang bị nòng 2 vào súng rồi nhá. Nào, để xem là các chú chạy đâu nha. Ok. Đẩy lên luôn nhỉ anh em, sao phải ngại này. Á đù, thằng nào chạy bo kia vậy hả. Úi dồi ôi, bây giờ là kẹo là không dám bắn nữa nha anh em. Bắn là chúng ta sẽ rất là bất lợi nhá. Đây là kệ, tha cho chúng nó đi các bạn ơi. Úi dồi ôi, sấy nhau ghê vậy nhỉ. Ok đây. Đây, bây giờ là kẹo sẽ sấy nha các bạn ơi. Ok, và đây chính là hai thằng cuối cùng nha mọi người. Úi dồi ôi, nốc rồi nha mày. Đây. Anh đẩy lên để săn chúng luôn nhá. Thôi xong thằng này, chuẩn bị là xanh mộ với anh luôn nha. Xanh mộ này em ơi. Ok, và cần nhân giờ cấp luôn. Úi dồi ôi, ăn mừng nào anh em ơi, quẩy thế nào. Yes, như vậy là kẹo đã được cấp 1 với lại đó là 8 kill ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Quẩy thế nào anh em ơi, ăn mừng nào. Quá đã luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.